ở Việt Nam thì anh em có đang phải đi tìm hiểu xem là nên mua X2 Omni hay là mua T30 Pro Omni. Thế nhưng mà ở một nước bạn láng giềng ấy, người ta đã sản xuất và sử dụng cái em mới nhất, xịn sò nhất của nhà Ecovac được một thời gian luôn rồi. Cho nên là bây giờ mọi người đang xem ở đây ấy, mọi người cho mình xin một like và một subscribe trên kênh để sếp mình bên Trung Quốc có thêm động lực và mình có thêm lý do để nhờ sếp đi ra ngay một cái store của Ecovac gần nhà hoặc là đạp xe ra cái xưởng sản xuất robot bụi Ecovac tại China để có thể là đem đến cho mọi người những cái nhìn này, những cái review này khách quan và chân thực về một cái sản phẩm cực kỳ nhiều tính năng, cực kỳ nhiều công nghệ và được coi như là một bước nhảy vọt của nhà Ecovac. Thì đằng sau lưng mình đây đang là một số các hình ảnh, cái thông số của em robot được coi là bước nhảy vọt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thông thường như Ecovac thì sẽ hay ra là X1, X2, X3, X4 nhưng không, lần này là từ X1, X2 và lên tận X5 luôn. Và bước nhảy vọt về nghĩa bóng, tức là về tất cả những thông số của nó, thay vì được lên một cách từ từ thì X5 Pro Mi nó lên một cách gấp đôi, gấp ba so với những sản phẩm trước đây. Thì ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi tìm hiểu xem em Ecovac X5 Pro này nó có cái gì đặc biệt. Ngay trên đầu nó đã có 30, ba cái số 0 mà mình thực sự là nếu mà mọi người mà để hình dung ra 30 này thì cực kỳ khó khăn. Mà không, đầu tiên là không góc chết, tức là Ecovac quảng cáo và tự tin khẳng định rằng cái con robot này của mình có thể làm sạch được đến 100, tức là không 100% hơi quá, 99,9% tất cả các góc cạnh trong ngôi nhà của bạn. Thứ hai là không bị rối tóc, tức là cái tóc nó dính vào cuộn chổi Ecovac X5 Pro Mi sẽ xử lý và làm sạch được hết. Tức là lúc đấy con robot nó sẽ được hướng đến cái việc là tự động hóa hoàn toàn. Khi mà được cấp thêm module cấp xả nước thì nữa thì lúc đấy có khi là chúng ta chỉ cần mất 3 tháng để có thể là vệ sinh túi rác, còn lại thì toàn bộ robot sẽ làm việc được hết. Và cái không cuối cùng đấy là có một cái công nghệ mới, một cái sự điều hướng mới giống như trên X2 Omni và sẽ giảm được cái sự va chạm, những cái vấn đề khi và chạy trong nhà lên đến không vụ, tức là nó tự tin về khả năng điều hướng và tránh né vật thể trên sản phẩm X5 Pro. Còn về cái thiết kế thì chúng ta khi chúng ta nhìn cái hình ảnh này, chúng ta có thể thấy là nó sẽ khá là giống và có rất rất nhiều nét tương đồng với sản phẩm tiền nhiệm là X2 Pro màu trắng. Nó vẫn được giữ cái trạm base station giống như vậy này, nhỏ này, một con robot hình vuông, một hình chữ D đấy, cái chữ Y lớn ở trước mặt và đặc biệt nổi bật nhất ở đằng trước là một hệ thống cảm biến được chạy xung quanh cái cản trước rất nổi bật. Khi kéo xuống đây một chút thì nó đập ngay vào mắt chúng ta một trong những cái thông số rất là lớn, đấy là lực hút. Trên T30 nó đã có một cái lực hút 11.000 Pascal, là một trong những cái lực hút đã rất rất là lớn rồi, nhưng trên X2 nó còn lớn hơn, nó còn lên đến là 12.800 Pascal và có lẽ đây là con số gần như là lớn nhất trong thế giới robot bụi đến thời điểm hiện tại rồi. Chưa có con nào có cái thông số lực hút lớn hơn như này, kể cả Dreamy. Một cái hệ thống giặt giẻ lau bằng nước nóng ở nhiệt độ là 70 độ C. Cái hệ thống tự động nhận diện nước bẩn và làm sạch, cũng như là hệ thống trợ lý ảo Eco 2.0 thì cái này thì nó đơn giản rồi. Tiếp theo ở dưới là hệ thống hút, cái hệ thống chổi rất quen thuộc Zero Tangle Anti, tức là giúp không còn có cái khái niệm không còn bị dính tóc và rối tóc ở đây nữa. Thì ở dưới tiệu cho chúng ta sẽ xem và tham khảo sâu hơn về cái chổi này, xem nó có thực sự hiệu quả hay không. Còn như ở đây thì nó được quảng cáo là làm sạch lên đến 99% và tăng cái kích thước hơn là 20 cm và hiệu quả hơn gấp 19% so với những cái chổi trước đây. Thì thực sự là để có thể cân đo đong đếm được những cái chi tiết này thì sẽ phải có máy và trải nghiệm thực tế. Thì mọi người đang xem, đang mong chờ những cái video đấy thì ngay trực tiếp phóng viên của chúng tôi tại China có thể là tường thuật trực tiếp và có những cái video phản ánh chân thực nhất đến cho mọi người, thì mọi người có thể là bình luận nhé. Đây, hệ thống chổi Zero Tangle Anti đây, có những hệ thống lược kép nó không khác gì trên trên T30 Pro Mi cả. Còn là thực sự là để nó hiệu quả và nó sạch như thế nào thì nó vẫn là một câu hỏi rất rất lớn. Pano sensor 5D
một trong những cái hệ thống được gọi như là cực kỳ nổi bật trên cái sản phẩm X5 Pro này. Nó được quảng cáo là công nghệ 5D, nó giúp nhận biết được tất cả mọi cái vấn đề xảy ra xung quanh theo thời gian thực. Tức là thay vì con robot nó định hình theo một không gian bản đồ thì ngay lập tức cái gì nó va chạm ở phía trước thì sản phẩm X5 Pro Mi của EcoVac nó có thể là xử lý chính xác theo cái, tức là theo cái khoảng cách là milimét, và cái độ phản ứng, độ phản hồi về là mili giây. Tức là lúc đấy nó đã đạt gần như đạt cái tốc độ và cách xử lý gần như tương tự như con người rồi. Còn đối với cái việc sử dụng cái hệ thống lidar rắn, và đặc biệt là một hệ thống lidar kéo dài toàn dải từ bên này sang bên này, thì khoảng cách xa nhất mà con robot này có thể quét và tạo bản đồ được lên đến là 12 mét. Cho nên là đối với những không gian thông thường thì chắc hẳn là với cái tần số, với cái khoảng cách quét là 12 mét thì nó vẫn đảm bảo là dư thừa. Và như X2 mình đã trải nghiệm rồi, một không gian tầm 150 mét vuông, hoặc là nếu mà tạo bản đồ nhanh thì có khi nó chỉ mất 6 đến 8 phút. Nếu mà với cái hệ thống gọi là Pano Sensor 5D như này thì không biết là tạo bản đồ nhanh trong vòng bao nhiêu phút là có thể xong được. Nhưng mà nói chung là sẽ rất hứa hẹn về cái update cũng như là về cái hệ thống chip xử lý mới được đưa vào trên X5 Pro Mi. Nhưng mà có một cái ở đây nó sẽ hơi thiếu sót so với những một sản phẩm cao cấp và flagship. Và đây cũng sẽ là một cái câu hỏi mà mình sẽ đặt vấn đề cho phóng viên truyền hình trực tiếp tại China, xem là X5 Pro này nó có camera AI hay không, hay là nó sẽ dùng hoàn toàn 100% cảm biến, các cái cảm biến xung quanh trên dưới trái phải để có thể là đưa ra những cái thuật toán làm sạch và làm việc. Ok, thì tiếp ở dưới, nó cái hệ thống lidar được ẩn hoàn toàn ở bên trong con robot, nó đã được đưa trên con X2 rồi. Tức là sao, cái hệ thống lidar dạng rắn và dùng rất nhiều các cái thấu kính để có thể rất nhiều các cái gương để có thể phản xạ và quét đưa thông tin vào, và nó giúp cái con robot nó cao chỉ còn 95 cm, và lúc đấy thì nó có thể chui vào những cái ngóc ngách thấp hơn, làm sạch hiệu quả sâu hơn những cái khu vực gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ, vân vân. Thì với cái chiều cao 95 cm như này thì nó là một trong những cái chiều cao mà gọi là thấp nhất trong giới robot rồi. Trừ những con gọi là slim của EcoVac nó khoảng tầm 5-6 cm, nó mỏng như tờ giấy ấy. Thì đối với X2 Omi thì nó là một cái chiều cao rất thấp và làm sạch rất hiệu quả cho những cái gầm thấp rồi. Ok, thì ở dưới đây thì nó sẽ là một vài cái thông số nổi bật, lực hút lên đến 12.800 Pascal và có thể làm sạch hiệu quả 99% tất cả các loại bụi bẩn thông thường. Thì đúng với 11.000 Pascal như trên T30 thì đã có thể làm sạch được cả mỡ rồi. Nếu mà lên đến 12.800 Pascal thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Còn 70 độ C thì nó là cái nhiệt độ mà khi con robot này nó giặt giẻ lau, nó sẽ bơm nước xuống và làm nóng cái giẻ lau. Lúc đấy giặt giẻ lau sẽ hiệu quả hơn khá khá nhiều, tại vì với cái ngưỡng 70 độ C thì nó, nếu mà thực tế cái nước đấy có thể làm bỏng da người với những da nhạy cảm được rồi. Cho nên là 70 độ C thì chắc chắn là cái giẻ lau cũng như là hệ thống làm sạch thì nó sẽ được tối ưu và nó sẽ giúp cái giẻ lau nó hiệu quả hơn, giặt hiệu quả hơn. Còn ở phía dưới này thì là về Eco 2.0, thì về cơ bản tiếng Anh đối với mình đang nói là hơi kém, cho nên là nó vẫn được coi như là một cái phương thức điều khiển, nhưng mà nó vẫn theo cái thiên hướng là mang tính trải nghiệm nhiều hơn. Ở dưới đây thì nó sẽ là một vài cái đặc tính mới trên sản phẩm X5 Pro này. Đầu tiên là cái hệ thống như trên Dreame mọi người hay nghe từ trước đây là Clean Genius, tức là hệ thống cảm biến nước thải, và nó sẽ đưa ra cái thuật toán để giúp cho con robot nó có thể làm sạch được cái không gian bụi bẩn 2 lần. Tức là thay vì chỉ làm một lần xong đi ra chỗ khác thì cái trạm Omi Station này nó sẽ tự động nó cảm nhận được xem là nước bẩn nó đang đã trong hay chưa, hay là vẫn đục, để cho con robot nó có thể quay trở lại cái khu vực đấy, nó giặt sạch khăn này, nó quay trở lại khu vực đấy để nó làm sạch. Thì nó là một tính năng mà đối với những cái con robot theo cái kiểu là được tự động hóa hoàn toàn, và nếu mà lắp đặt thêm module cấp xả nước nữa thì thực sự là những cái tính năng đấy nó rất là hữu hiệu và hiệu quả. Như trên một cái thương hiệu về chuyên hút bụi là iRobot thì cái việc có cái cảm biến bụi bẩn Dirty Sensor ấy, nó được đưa vào rất là lâu rồi. Nhưng mà con robot trên của iRobot thì nó sẽ theo kiểu là nó sẽ
biết chỗ này bụi bẩn nhiều hơn và nó miết đi miết lại để nó hút được bụi sâu hơn. Chứ còn như trên Ecovac hay Dreamy thì nó sẽ là công nghệ mà giặt lại cái rẻ lau sạch và đi làm những chỗ mới. Thì nó sẽ là một cái rất là hay. Và đối với những sản phẩm mà chúng ta định hướng đến cái việc là dùng để tự động hóa, dùng để thực sự rảnh tay, thì chúng ta có thể tham khảo và quan tâm đến tính năng đấy. Còn ngoài ra thì AINA, AI Navigator 2.0 thì lúc đấy nó sẽ giúp cho cái con robot nó hiệu quả hơn, nó chạy nhảy, nó tránh né được đồ vật chính xác hơn và theo thời gian thực. Còn ở dưới này thì về nó sẽ là cái thời gian nó được hãng đưa ra. Thực chất là cái việc mà chúng ta vệ sinh cho cái dock trạm Omni Station ấy, thì chúng ta càng vệ sinh thường xuyên thì con robot nó càng làm sạch hiệu quả và nó càng sạch. Cho nên là cái thời gian này nó là một cái thời gian đề xuất và hãng quảng cáo. Chúng ta sẽ có thể dựa vào nhưng mà không nên phụ thuộc vào nhiều quá. Ví dụ như là bụi bẩn nhiều hơn thì chưa đến 90 ngày chúng ta có thể thay túi rác rồi. Hoặc là cái trạm này 150 ngày không cần bảo trì, nhưng mà thực chất là khi mà chúng ta làm sạch bụi bẩn nó hơi bẩn một chút, thì cái việc mà lôi hết ra để vệ sinh cái khoang giặt rẻ nó là rất bình thường. Cho nên là những cái này thì nó vẫn là mang thiên hướng quảng cáo hơi là nhiều. Còn Apple Watch thì trên T30 có rồi, và trên X2 nó sẽ được, trên X5 nó sẽ được tối ưu và đưa thêm vào. Ok, cái quan trọng nhất và nổi bật nhất trên sản phẩm này đấy là cái Chu S. Nó giống như trên T30 Pro Mi, không khác quá là nhiều. Tức là hệ thống xòe rẻ lau ấy, nó sẽ được xòe ra mé bên ngoài và nó chỉ có xòe cái rẻ lau thôi. Chổi cạnh thì nó sẽ không được xòe, tại vì là trên những cái sản phẩm robot hình tròn ấy, thì chổi cạnh nó là một trong những cái mà để giúp cho con robot nó khua vào những cái khu vực khuất nhiều hơn. Nhưng trên X2 thì nó có hai đặc điểm. Một là nó là hình vuông nên là chổi cạnh nó được vươn ra rất là xa. Thứ hai là cái hệ thống chổi chính nó rất là dài, nó 20 cm cơ, tức là nó sẽ đã dài hơn so với những cái con robot thông thường đến 20% rồi. Nên là khi mà con robot làm sạch ở những cái góc ấy, thì chổi cạnh nó có thể đảm bảo và đáp ứng được cái nhu cầu quét bụi ở chỗ đấy. Và với cái việc tối ưu cái hệ thống rẻ lau xoay để nó xòe ra ngoài ấy, thì hãng họ cũng đã tự tin và khẳng định là 0% góc chết. Tức là lúc đấy thì nó có thể làm sạch được tối đa những cái không gian làm sạch. Còn về cơ bản là với cái tính năng xòe rẻ lau ấy, thì như theo một số quan điểm, nó có thể nó sẽ chưa thực sự cần thiết. Tại vì là những cái con như này, X1, T20, X2 nó không có xòe rẻ lau, nhưng mà nó vẫn dùng cái cơ chế nó đánh cái đít, đánh cái phần đuôi, phần lau xoay của nó để nó làm sạch những góc đấy. Sau nó đi ra, nó cứ đánh và đi ra như thế, nó vẫn hiệu quả và thậm chí là nó còn làm sạch sâu và kỹ hơn. Nhưng mà với cái việc mà có cái hệ thống xòe rẻ lau này thì nó sẽ giúp cho cái con robot nó làm sạch vẫn kỹ, vẫn sạch những khu vực góc và cạnh. Nhưng quan trọng nhất ấy là thời gian làm sạch sẽ ngắn hơn, và chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm sạch trong một cái không gian tương đương như vậy với hai cái thuật toán như thế. Đây, chổi cạnh và tấm rẻ lau xoay nó đã được, chổi cạnh thì nó luôn luôn xòe ra rồi, còn cái rẻ lau xoay nó được xòe ra để có thể làm sạch đến 100% những cái không gian ở góc. Và thậm chí là với những cái không gian như này, nó còn làm sạch được những cái độ khuất nó lên đến nhỏ hơn 1 mm. Thực sự thì nó vẫn là những cái thông số mà chúng ta rất cần phải kiểm chứng. Và đối với một cái bên chuyên test, chuyên làm review về robot để có thể là đưa ra được cái thông số chính xác lên đến nhỏ hơn 1 mm thì thực sự rất là khó. Cho nên là chúng ta sẽ đợi một cái gọi là review kỹ hơn và sâu hơn về cái sản phẩm này. Ok, thì tiếp theo là hệ thống Zero Tangle. Cái hệ thống này thì đã qua quen thuộc trên sản phẩm T30 Pro Mi rồi. Tức là cái hệ thống này nó sẽ giúp cho con robot nó chống rối tóc. Nhưng có một nhược điểm là cái hệ thống chổi nó sẽ làm cho cái khoang hút nhỏ lại. Nhưng thực chất là trên cái con X5 này, nó lại là một cái điểm mạnh mà Ecovac đã rất tự tin và đưa vào đây. Tức là đầu tiên là lược hình chữ V xoắn kép, nó sẽ giúp cho con robot nó làm sạch lên đến hiệu quả hơn. Thứ hai là nó sẽ giúp cái cấu trúc, tức là cái lược nó xoắn kép hình chữ V, nó sẽ giúp nó đánh trượt tóc vào. Và cái hàng răng lược kép như thế, nó sẽ giúp là trải thẳng tóc và hút sâu vào hơn. Tuy nhiên là phải xem cái thiết kế trên X5 này nó có thực sự khác biệt và có hiệu quả thật sự như trên T30 Pro Mi không.
Chứ còn trên T30 Pro Mi thì những cái jack nó chỉ cần nhỏ to hơn cái đầu ngón tay một tí là đã không thể đẩy vào được rồi. Cho nên là nó cũng sẽ là một cái mà chúng ta cần quan tâm và cần phải để xem xét về cái tính năng này. Còn như ở dưới đây thì đây có thể là gọi là làm sạch lên đến 99% tóc này, gỡ rối lên 99% tóc đấy, chổi được nâng cấp dài hơn 20 cm và hiệu quả hơn 19%. X5 Pro Mi được sử dụng hệ thống chổi, nó vẫn có cái hệ thống cái lưỡi cao su kết hợp với cái lông mềm và lông cứng, nó sẽ giúp làm giảm tiếng ồn Còn đi. Tiếp tục ở phía dưới này thì với cái lực hút 12.800 Pascal và một cái động cơ được EcoVac quảng cáo và tự tin khẳng định là một cái động cơ gọi là hoàn toàn mới, một động cơ hoàn toàn mới trên X5 Pro Mi thì cũng có thể là sẽ hứa hẹn một cái khả năng hút nó tốt và vượt trội hơn. Ví dụ như X2 Omi chẳng hạn, vẫn một cái động cơ Nidec đấy, nhưng mà trên X2 Omi thì lực hút nó đưa ra là 7.800 Pascal, 8.000 Pascal đi. Còn nhưng trên T30 Pro Mi thì bằng cách là giảm, tức là bằng cách là hạn chế thu hẹp cái họng hút lại thì lực hút lúc đấy trên T30 thì nó to hơn, nhưng mặc dù là hai con nó vẫn được sử dụng và dùng chung một cái hệ thống quạt hút giống như tương tự như nhau. Còn đối với trên T30 Pro Mi, trên X5 Pro Mi như này để sản sinh ra một cái lực hút 12.800 Pascal thì có lẽ là cái hệ thống động cơ nó phải được thay đổi và update một cái động cơ hoàn toàn mới thì hãng mới có thể đo ra được một cái thông số nó cao đến mức như này. Còn ngoài ra thì với cái lực hút đấy thì nó làm sạch được 99,9% tất cả các loại bụi bẩn thông thường, thì nó gần như là chính xác rồi. Tại vì là cái hệ thống động cơ hút đấy thì nó rất rất lớn đến thời điểm hiện tại. Còn ngoài ra thì một vài cái thông số khác, ví dụ như là cái độ nâng rỉa lau là 15 mm hoặc là cái ngưỡng chèo là 22 mm thì nó đã là một trong những cái thông số gọi là quá quen thuộc đối với cái sản phẩm của EcoVac, flagship của EcoVac rồi. Ví dụ như X2 Omi nó vẫn nâng được rỉa 15 mm và vẫn leo được cái ngưỡng là 20 đến 22 mm. Còn cái hệ thống bánh thì theo như cái hình ở đây thì nó không khác quá nhiều so với bánh của X2 Omi. Do vậy là cái mà chúng ta có thể thấy nó khác biệt nhất đấy là hệ thống xuyển rỉa lau và cái hệ thống pano sensor 5D này. Thì với cái hệ thống AI này thì nó sẽ giúp cho cái con robot nó có thể là đưa ra những cái thuật toán, đưa ra những cái gọi là tín hiệu để giúp cho con robot nó gọi là lúc đấy nó làm sạch, nó xử lý các vấn đề nó được tối ưu hơn. Với công nghệ này thì nó sẽ vẫn sử dụng cái hệ thống DTOF cũng như là những cái thiết bị quang học bên trong. Ví dụ như đây thì nó sẽ vẫn có radar DTOF này giúp gọi là làm bản đồ hiệu quả. Ngoài ra thì đường đi chính xác hơn, giúp con robot chứa ngại vật, tránh chứa ngại vật hiệu quả hơn, ổn định hơn và di chuyển linh hoạt hơn. Thì đây vẫn là một vài cái gọi là điểm nổi bật của những cái con robot flagship. Còn lại thì ở dưới đây thì X5 nó vẫn có một cái ảnh nó gọi là hơi 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 cà khịa người anh em END một chút. Cái máy này thì khả năng là cái máy mà hình bên này thì là của con END, nó không sử dụng cái hệ thống LiDAR bên trên. Còn X5 thì nó gọi là tránh được những cái đồ vật, những cái chướng ngại vật theo thời gian thực. Thì có thể là EcoVac đã đưa vào đây để quảng cáo thêm cho sản phẩm của mình. Còn ngoài ra thì về các cái trợ lý ảo thì trợ lý ảo Eco 2.0 thì đã được EcoVac sử dụng lên đến 7 triệu cái thư viện đưa vào trong đây để giúp cho cái trợ lý ảo của mình nó thông minh hơn, nó tối ưu hơn. Còn ở dưới này thì nó sẽ là một vài cái tính năng của cái đốc sạc của cái trạm Mini Omi Station. X2 Omi thì nó được sở hữu một cái hệ thống chạm sạc nó được tinh gọn và nó làm nhỏ hơn, nhưng nó vẫn được sở hữu rất nhiều các công nghệ bên trong. X5 này thì nó sẽ có thêm cái hệ thống là cảm biến nước bẩn này để giúp cho con robot quay trở lại 2 lần cái vị trí bẩn để làm sạch. Còn ngoài ra thì cái hệ thống AI Navigator 2.0 nó cũng sẽ giúp cho con robot nó di chuyển thông minh và linh hoạt hơn, cái tránh những cái theo kiểu là vật cản sinh học, theo kiểu là thú cưng này, rồi là con người này,
thì nó cũng sẽ đã được tối ưu và làm sạch hiệu quả tốt hơn rồi. Còn ở dưới đây thì nó sẽ là cái hệ thống giặt rẻ lau bằng nước nóng 70 độ C. Thì như mình đã nói ở trên ấy, cái nước nóng 70 độ C là một cái nước khá là nóng và có thể bỏng được cả tay với những cái khu vực da nhạy cảm. Còn cái chúng ta quan tâm ở đây là với cái mức nước nóng như vậy thì nó có làm cho cái bề mặt rẻ lau nó nhanh bị mục hơn hay không, hay là những cái hệ thống bàn nhựa này, cái chốt xoay này nó có làm giảm tuổi thọ đi hay không. Thì cái đấy đối với độ bền của những cái sản phẩm này thì chắc chắn là sẽ phải test, sẽ phải dùng một thời gian thì mới có cái trải nghiệm thực sự để mà đưa ra cho mọi người được. Còn vẫn những với cái thiết kế rất quen thuộc, tức là cái hệ thống bàn để giặt rẻ lau cũng như là cái mà cái bậc để con robot đi lên thì nó sẽ được gọi là tách biệt riêng ra, chúng ta hiệu quả vệ sinh sẽ hiệu quả hơn và dễ hơn. Thì những cái này là trên X2 Xiaomi đã có rồi. Vậy thì thống kê lại một lượt từ trên xuống, X2 Xiaomi và X5 Pro Mi nó có những cái gì khác biệt? Thì đầu tiên phải nói đến cái điểm rất sáng, đấy là hệ thống xe rẻ lau trên X5 Pro Mi. Nó sẽ giúp cho con robot nó tiếp cận và lau được với thời gian ngắn hơn ở những khu vực góc và cạnh. Thứ hai là hệ thống điều hướng trên X5 Pro Mi nó là một cái được nổi bật và chắc chắn rồi. X2 nó vẫn bị vướng một số những cái khả năng điều hướng với những cái bản update ban đầu. Nhưng với những bản update hiện tại thì con robot đã chạy rất thông minh và ổn định hơn rất là nhiều. Thì X5 Pro Mi nó đã được khắc phục cái tính năng đấy, cũng như là cho người dùng sẽ hứa hẹn sẽ cho người dùng những cái trải nghiệm của con robot nó hoàn thiện và nó thông minh hơn. Người dùng sẽ không cảm giác như là mình đang là một con chuột bạch để sử dụng và làm những cái thí nghiệm cho hãng. Còn cái thứ ba đấy chính là những cái gọi là tính năng được update thêm, ví dụ như là Clean Genius này, hoặc là những cái thay đổi về cái khả năng điều cái khả năng cái camera cũng như là cái trợ lý ảo Eco. Thì đấy nó sẽ là ba cái điểm gần như là khác biệt tương đối nhiều trên cái sản phẩm trên cái sản phẩm X5 Pro Mi này so với cái người đàn anh tiền nhiệm là X2 Xiaomi. Còn để gọi là có thực sự đáng để mà chúng ta đợi, chúng ta chờ một cái sản phẩm như thế này về để mua hay không, thì cái này sẽ rất phụ thuộc vào cái quan điểm của mỗi người. Còn như quan điểm của mình ấy, thì thực sự là X2 Xiaomi đó đã là một con cơ bản rất hoàn thiện về những cái tính năng làm sạch. Nó chỉ có thua thiệt hơn so với X5 ba cái điểm vừa nãy. Tuy nhiên là tất cả những cái ba cái điểm đấy thì X2 nó đều có khả năng để có thể là xử lý đỡ và giải quyết được ba cái nhược điểm trên X2 Xiaomi này. Và khi chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ phải đánh đổi rất rất nhiều thứ. Robot càng ngày nó càng hiện đại nên là chúng ta sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua những cái tính năng trải nghiệm. Còn ví dụ như X2 thì nó vẫn là một con cơ bản với những cái tính năng thông thường, vẫn đầy đủ các tính năng làm sạch và đảm bảo là một con robot phân khúc flagship, phân khúc cao cấp để chúng ta có thể dùng và trải nghiệm những cái tính năng cao cấp trên những cái sản phẩm của Ecovacs. Còn lại thì cái quyết định có đợi những cái sản phẩm mới của Ecovacs ra hay không, hay là có thể đợi những cái sản phẩm mới ra trong thế giới robot bụi ra hay không, thì đấy nó sẽ phụ thuộc vào cái quyền lựa chọn của mọi người. Còn để sắp tới anh em và sếp anh Quang ở bên China có những cái gọi là review chia sẻ về cái sản phẩm X5 Pro Mi này, thì mọi người có thể là like và subscribe cho kênh YouTube của Quang Vacu để anh em trong team Việt Nam và China có thêm động lực để sản xuất ra nhiều video hơn. Còn mọi người mà có quan tâm bất cứ vấn đề gì về tất cả những con robot bụi trên thế giới thì mọi người có thể là bình luận. Anh em sẽ cố gắng làm sao để có thể là đưa ra những cái video giải quyết, giải đáp những vấn đề của mọi người và chia sẻ những cái thông tin đấy cho mọi người. Ok, cảm ơn và chào mọi người.